đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 15 tháng 12, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh An Giang và doanh nghiệp các tỉnh thành năm 2023. Tham dự hội nghị có hơn 50 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, nhà phân phối, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh các đại biểu đã giới thiệu chia sẻ về hoạt động của doanh nghiệp và thông tin về các sản phẩm đang kinh doanh. Các đại biểu cũng đến trực tiếp nơi trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã để tìm hiểu rõ hơn về những sản phẩm và trao đổi tiến hành thỏa thuận ký kết hợp tác, cung cấp sản phẩm. Thông qua hội nghị nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã, chủ thể ô cớp trên địa bàn tỉnh An Giang, gặp gỡ trao đổi, hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp các tỉnh thành về tham dự ngày hội qua đó đẩy mạnh kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh giữa các địa phương. Tối ngày 14 tháng 12 tại thành phố Châu Đốc, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc phối hợp tổ chức khai mạc ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023. Ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023 được diễn ra tại thành phố Châu Đốc trong 5 ngày, từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023. Ngày hội có quy mô 200 gian hàng chia làm 3 khu vực chính, khu vực triển lãm trong nước, khu vực triển lãm sản phẩm xuất xứ nước ngoài Thái Lan, Campuchia và không gian giao lưu văn hóa ẩm thực. Ngày hội phần lớn các gian hàng là những doanh nghiệp có sản phẩm là đặc sản dùng miền, sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu với sản phẩm bao bì bắt mắt. Điểm nhấn trong sự kiện năm nay là khu trưng bày sản phẩm đặc sản vùng miền, biểu diễn cộng đồng các tỉnh thành phố trong cả nước. Phát biểu tại buổi khai mạc, giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang Lê Trung Hiếu cho biết, ngày hội là dịp giới thiệu hình ảnh sản phẩm đặc trưng, giá trị văn hóa truyền thống ẩm thực, món ăn dân gian của An Giang và các tỉnh thành phố trong cả nước với du khách đồng thời tăng cường mở rộng giao lưu kinh tế văn hóa giữa An Giang với các địa phương bạn, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, nắm bắt nhu cầu khách hàng để có định hướng phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Ngày 15 tháng 12, đảng ủy phường Vĩnh Quân tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân, ban thường vụ đảng ủy phường năm 2023 tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm chính trị thành phố Châu Đốc. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm của tập thể và các cá nhân, ban thường vụ đảng ủy phường. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, các đồng chí đảng viên đã nêu ra những mặt làm được và chưa được của tập thể và cá nhân trong năm qua và hướng khắc phục trong thời gian tới. Được biết trong năm 2023, với nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, kết quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của phường khá toàn diện. Các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 cơ bản được triển khai hiệu quả. Các quỹ chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện linh hoạt kịp thời, có hiệu quả các biện pháp xây dựng tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đảng quỹ phường dính mạnh chú trọng việc học tập quán triệt các chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên quốc phòng an ninh được giữ dữ vững ngày 15 tháng 12 ban chỉ huy quân sự thành phố châu đốc tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy quản lý đơn vị dự bị động viên quý 4 năm 2023 theo đó Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 138 đồng chí, trong đó sĩ quan dự bị 48 đồng chí, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan dự bị 90 đồng chí. Qua đó, nhằm nắm chắc số lượng chất lượng của quân nhân dự bị, được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, quản lý các đơn vị dự bị động viên, đồng thời kịp thời phát hiện bổ sung quân số cho các đơn vị, đảm bảo đúng đủ biên chế theo quy định. Ngày 15 tháng 12, trường tiểu học Kim Đồng tổ chức thí điểm chuyên đề giáo dục STEM cấp thành phố theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2023-2024. Theo chương trình, ban giám hiệu và giáo viên các trường dự một tiết học minh họa bài học STEM, sổ tay thực vật quanh em do giáo viên Lê Thanh Tuyền và các em học sinh lớp 3A trường tiểu học Kim Đồng thực hiện. Tiết học đã thể hiện rõ được vai trò và tính ưu việt của giáo dục STEM, các năng lực phẩm chất của học sinh được hình thành, phát triển và được các giáo viên và dự đánh giá cao. Thông qua các hoạt động nhóm, học sinh được thầy cô giáo hướng dẫn, đề xuất ý tưởng, khuyến khích thực hành và làm sản phẩm. Sau khi hoàn thành sản phẩm, học sinh sẽ cùng suy nghĩ cách trình bày thuyết trình để sản phẩm của mình hấp dẫn, cuốn hút và thuyết phục thầy cô cùng bạn bè trong lớp, giúp các em tự tin gắn kết với bạn bè, rèn khả năng thuyết trình và tư duy phản biện khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục. Ngày 15 tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Châu Phú A tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2, công dân đủ điều kiện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và dân quân tự vệ năm 2024. Thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và dân quân năm 2024. Hội nghị thông qua danh sách công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân với tinh thần xét duyệt dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Châu Phú A đã tổ chức xét duyệt chính trị, xem xét hồ sơ, phân loại từng công dân được miễn quản và đủ điều kiện thi hành nghĩa vụ quân sự theo đúng luật định. Kết quả tổng số đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 50 công dân. Trong đó, công dân nam đủ điều kiện sức khỏe gọi nhập ngũ nghĩa vụ quân sự là 44 công dân. Công dân nam đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là 6 công dân. Chỉ tiêu trên giao năm 2024 cho phường Châu Phú A là 18 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 7 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và 16 thanh niên tham gia lực lượng dân quân. Sau khi kết thúc xét duyệt cấp phường lần 2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Châu Phú A sẽ hoàn chỉnh các loại danh sách và tiếp tục thực hiện các bước theo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 2 người, bị thương 3 người, so tuần trước tăng 4 vụ, tăng 1 người chết, bị thương tăng 2 người. Hồi 18 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2023, tại tỉnh lộ 945 thuộc khu vực tổ 3 ấp Tân Thành, xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, Xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Xe mô tô biển số 65F62752 do Nguyễn Ba Tuấn, sinh năm 1990, nơi thường trú tổ 19 ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú điều khiển. Lưu thông theo hướng từ xã Tân Lập đến xã Đào Hữu Cảnh. Khi đến địa điểm trên thì chạy ra khỏi lề đường bên phải theo hướng xe chạy và đâm vào trụ sắt bên đường dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả, Nguyễn Ba Tuấn chết tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu do Nguyễn Ba Tuấn điều khiển xe, không làm chủ tay lái dẫn đến tai nạn. Cũng trong thời gian này, các lực lượng chức năng công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra kiểm soát được 354 cuộc. Qua tuần tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện vi phạm 1.137 trường hợp. Trong đó, đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện 331 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 1.177 trường hợp, thu phạt hơn 2,8 tỷ đồng. Cảnh cáo 24 trường hợp, tạm giữ 605 phương tiện tước 205 giấy phép lái xe. Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố Châu Đốc tổ chức thí điểm tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt trên hai tuyến đường Trưng Nữ Dương, Phan Đình Phùng. Hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bằng cách quét mã QR code, các ví điện tử thông dụng VNPay, VNPTPay, Viettel Money, pay. Momo, bay, Shopee Bay, Liên Việt 24 giờ. Thanh toán qua máy BOS các ngân hàng, thanh toán qua tài khoản ngân hàng trực tuyến và các phần mềm thanh toán chuyên dụng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng và triển khai hiệu quả các giải pháp Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố. Giúp người dân tiếp cận nhanh với những hình thức thanh toán với công nghệ mới, hiện đại, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, công khai minh bạch thuận tiện. Qua đó, tạo hiệu ứng mạnh mẽ truyền thông hiệu quả về triển khai thực hiện thí điểm tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy khuyến khích người tiêu dùng và cơ sở doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi giao dịch thanh toán. Nhiều năm qua, thành phố Châu Đốc đã tập trung thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp trên đất lúa kém hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng đất tăng giá trị sử dụng trên một đơn vị diện tích, thành phố Châu Đốc đã chú trọng đa dạng hóa các loại cây trồng theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tổng diện tích ứng dụng công nghệ cao 133,57 ha, điển hình là các mô hình trồng dưa lê, dưa lưới trong nhà màng, trồng táo trong nhà lưới, ứng dụng hệ thống tưới phun, sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời cho hệ thống tưới cây trái, trồng rau an toàn trong nhà lưới, ứng dụng hệ thống tưới phun trên cây trái trong nấm bào ngư ứng dụng công nghệ cao nuôi gà ứng dụng công nghệ cao liên kết tiêu thụ các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều sơ giới trồng lúa và tạo được hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của người dân với mục tiêu tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu thành phố châu đốc đang tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xây dựng và phát triển các dùng nguyên liệu theo hướng sản xuất quy mô lớn, phục vụ công nghiệp chế biến theo hướng hiện đại bền vững. Thời gian qua, công an tỉnh An Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện đường thủy thực hiện tốt công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường và phòng cháy chữa cháy. Qua đó, Cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã tổ chức 58 ca tuần tra kiểm soát, có 190 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng kiểm tra 322 phương tiện, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 72 trường hợp, ra quyết định xử phạt 72 trường hợp, thu phạt 110 triệu 600 ngàn đồng. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đường thủy nội địa, tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện thủy, khu neo đậu và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian qua, các quỹ chính quyền, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố Châu Đốc đã chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, hàng năm Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân về luật dân quân tự vệ, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. Với phương châm vững mạnh, rộng khắp, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc đã tích cực phối hợp các phòng ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương làm tốt việc đăng ký và quản lý công dân trong độ tuổi gian quân tự vệ. Chú trọng bố trí cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã phường đã qua đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, bảo đảm 100% ban chỉ huy quân sự cấp xã phường đủ cán bộ theo quy định. Trong công tác huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ đã thường xuyên chú trọng luyện tập các phương án tác chiến, thực hành xử lý các tình huống, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, thực hiện xây dựng nông thôn mới, tham gia làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập chiến đấu cấp xã phường trong khu vực phòng thủ, phòng chống dịch Covid-19. Xác định vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ban chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của thành phố chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp, được giáo dục chính trị pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện thiết thực khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu cao. Đồng thời, để nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, Đảng ủy, ban chỉ huy quân sự thành phố đã có nhiều chủ trương giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo. Đảng ủy đã ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, đồng thời chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu giúp cấp ủy chính quyền ban hành nghị quyết chỉ thị kế hoạch lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ phù hợp tình hình thực tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ đảng viên nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, nhất là của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng tăng cường kiểm tra việc thực hiện xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn, kịp thời nắm bắt những khó khăn dướng mắt, đề xuất tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu trước mắt lâu dài thực hiện nghiêm nền nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế dân quân tự vệ theo hướng tinh gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý giữa lực lượng nòng cốt và rộng rãi, phù hợp với đặc điểm từng địa phương cơ sở. Việc tuyển chọn, kết nạp công dân vào dân quân tự vệ phải tiến hành chặt chẽ theo nguyên tắc cấp quỹ lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo, ban chỉ huy quân sự cấp xã phường tham mưu coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã phường đề xuất ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn mối quan hệ công tác và quy chế hoạt động của cấp quỹ chi bộ coi trọng lãnh đạo phát triển đảng viên trong dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu về chất lượng chính trị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, huấn luyện dân quân tự vệ, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, pháp luật, công tác vận động quân chúng với huấn luyện quân sự, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân tự vệ cơ động và binh chủng, chú trọng huấn luyện phối hợp giữa dân quân tự vệ với các lực lượng khác trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai xử lý các tình huống bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở địa phương cùng với đó thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ các địa phương cần thực hiện nghiêm luật dân quân tự vệ nhất là quy định về ngân sách nhằm bảo đảm kịp thời chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ đồng thời chú trọng gắn công tác chính sách với công tác tổ chức công tác tư tưởng làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ có khó khăn bảo đảm cho chiến sĩ dân quân tự vệ yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi được quy động trong thời gian tới, ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục có sự đổi mới phương thức tổ chức, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác dân quân tự vệ. Tổ chức sơ kết tổng kết thực tiễn đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ để rút kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm du lịch là yếu tố làm nên sự khác biệt, được mỗi địa phương dần hoạch định và xây dựng những sản phẩm bản địa riêng. Trong đó, phong tục tập quán, nếp sinh hoạt là những tài nguyên rất độc đáo, cần được khai thác tốt để các hãng lữ hành và du khách có thêm lựa chọn cho mọi chuyến đi, trả lời cho lý do tại sao đến điểm này mà không phải là điểm khác. Quỹ ban nhân dân thị xã Tân Châu vừa tổ chức tour thử nghiệm Farm Trip Du lịch cộng đồng chăm ở xã Châu Phong. Những trải nghiệm là các đại diện sở ngành, các công ty du lịch, chính quyền địa phương từ dịch vụ tự phát do người dân tổ chức trong dài năm nay. Quỹ ban nhân dân thị xã Tân Châu thấy được nhu cầu của du khách và tiềm năng khai thác văn hóa bản sắc độc đáo trong ẩm thực, sinh hoạt tín ngưỡng để phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số chăm. Tôi trải nghiệm lắng nghe ý kiến đóng góp của các du khách, đặc biệt để xây dựng chương trình bày bản cho những lần tổ chức tiếp theo. Đại diện một công ty du lịch cho biết, họ ấn tượng vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm du lịch cộng đồng ở Làng Chăm. Đặc biệt ở mỗi điểm tham quan, người hướng dẫn là con em của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm. Giáo cả, nghệ nhân trực tiếp tham gia thuyết minh. Trong đó, ấn tượng là những câu chuyện được xây dựng riêng cho mỗi sản phẩm. Chẳng hạn bánh bò nướng của nghệ nhân Rofia gắn liền với nếp sống từ xưa của đồng bào dân tộc thiểu số chăm vốn là bữa điểm tâm để đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất nay trở thành món ăn chơi hàng ngày chế biến độc đáo. Giống là bữa điểm tâm để đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất, nay trở thành món ăn chơi hàng ngày, chế biến độc đáo. Món tung lò mò, lạp xưởng bò ở cơ sở anat là sản phẩm nâng tầm nét ẩm thực gian quá của đồng bào dân tộc thiểu số chăm vừa duy trì theo công thức truyền thống vừa công nghệ quá khâu sản xuất để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tung lò mò ra đời từ ngày tết rô gia hà gì mỗi nhà đều được chia thịt bò khá nhiều để bảo quản thực phẩm tốt hơn họ nghĩ ra cách tung lò mò treo trên đầu cà ràng du lịch đang phát triển nhiều loại hình để tạo điểm nhấn riêng cần có câu chuyện đi kèm nhu cầu của du khách bây giờ không chỉ là con người mặc đẹp như thế nào món ăn hấp dẫn ra sao mà cần phải giới thiệu được những tập tục gian quá lâu đời hình thành nên những nét đặc sắc riêng biệt đó Đặc biệt, câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm sẽ giúp các địa phương tổ chức du lịch tránh đi vào lối mòn, chỉ đón khách về cởi ngựa xem qua, trải nghiệm hơi hợt ở mức độ vừa đủ để biết mà không có nhiều thông tin động lại sâu sắc. Đồng tình với quan điểm này, đại diện các sở ngành địa phương tham gia tour rất đâm đắc và chú trọng cách đồng bào dân tộc thiểu số chăm đưa sản phẩm của họ đến với du khách bằng những lời kể mộc mạc có thể thấy sau thời gian chững lại do dịch bệnh sản phẩm du lịch cần đáp ứng xu hướng của du khách hướng đến những điểm xanh an toàn dịch vụ trực tuyến tăng lên về nhu cầu nghỉ dưỡng trải nghiệm sinh thái và vẫn giữ yếu tố độc đáo hấp dẫn câu chuyện trong từng sản phẩm du lịch sẽ tạo nên sự khác biệt đặc sắc để gia tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn quá là chủ trương từ lâu được đảng nhà nước xác định. An Giang đã có định hướng xây dựng sản phẩm riêng biệt trên cơ sở khai thác những sản phẩm du lịch truyền thống về tâm linh, văn quá, sinh thái. Tỉnh đang làm mới sản phẩm bằng định hướng ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển du lịch. Theo đó, đã có nhiều mô hình du lịch được hình thành ở thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tịnh Biên tỉnh đang tiếp tục xây dựng thêm các sản phẩm khai thác gắn với các hoạt động gian hóa như khôi phục nghệ thuật dì kê của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, nghi lễ cưới của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, các địa phương khai thác phát triển du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút du khách bằng các sản phẩm du lịch chất lượng cao từ các loại hình du lịch sông nước. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tứng, Khai thác tiềm năng từ yếu tố văn hóa lịch sử địa phương được xem là giải pháp quan trọng để phát triển du lịch ở vùng đầu nguồn Tân Châu. Một chuyến du lịch chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ và không thể tổ chức đơn lẻ, thay vào đó phải kết nối các tour khác, có điểm đến cụ thể để kéo khách từ nơi này sang nơi khác. Do đó, cần sắp xếp cho thuận tiến với các điểm lân cận. Xu hướng này rất phù hợp với mục tiêu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xác định trong giai đoạn 2021-2025 là giữ chân du khách, quyết tâm nâng chất các loại hình dịch vụ du lịch để đón 42 triệu lượt khách đến An Giang. Du khách hiện nay không chỉ chọn một điểm đến vì khung cảnh đẹp, thơ mộng, ấn tượng mà họ mong muốn biết nhiều hơn về văn hóa truyền thống. Qua giao nhịp phát triển chung của thời đại, các làng chăm đang mở cửa để làm du lịch. Mỗi câu chuyện sẽ là một nét đẹp riêng để chạm đến tình cảm của người phương xa, giúp du lịch địa phương thêm thân thiện, mến khách. Quý vị và các bạn thân mến, việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp được ngành nông nghiệp cùng nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh chú trọng đầu tư từng bước hình thành các dùng chuyên canh theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Giai đoạn 2022-2024, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển dùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự án thực hiện trên địa bàn 4 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An với mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng dụng gói kỹ thuật đồng bộ từ gieo cấy đến thu hoạch, tạo sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Theo đó, từ năm 2022, 2023 đã xây dựng 8 mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển dùng nguyên liệu với quy mô 400 ha, mỗi mô hình 50 ha, mỗi tỉnh một mô hình trên năm tại 4 tỉnh tham gia dự án. Mô hình sử dụng các giống lúa chất lượng cao như OM18, DSI, ST25, IR4625. Ông Phan Thành Tâm, trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ Trung tâm Khuyến nông An Giang thông tin so với ruộng đối chứng ngoài mô hình thì ruộng trong mô hình hạn chế tác động đến môi trường do bón phân phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái lúa cứng cây, ít bị đổ ngã, năng suất cao hơn ruộng ngoài mô hình. Cụ thể, năng suất lúa bình quân đạt 6,38 tấn 1 hecta lợi nhuận 23,8 triệu đồng 1 hecta Mô hình giúp giảm chi phí sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp liên kết tiêu thụ. Ở An Giang, mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển dùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 được triển khai với quy mô 50 ha tại xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn do 30 hộ thành viên hợp tác xã nông nghiệp Vọng Đông thực hiện. Mô hình ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu làm đất, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch việc ứng dụng cơ giới hóa giúp tiết kiệm 80% công lao động, hạn chế tác động đến môi trường. Việc xây dựng mô hình giúp cải thiện khả năng quản lý của hợp tác xã thông qua tự giám sát các thành viên tham gia dự án về quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, thương thảo hợp đồng liên kết, từng bước hình thành dùng liên kết tiêu thụ bền vững. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã nông nghiệp Dòng Đông Phan Thành Bắc chia sẻ. Ông Phan Thành Tâm cho biết, dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển dùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long đang cho thấy hiệu quả từ việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hiệu quả kinh tế cao hơn 20,39%, qua đó góp phần giải quyết vấn đề thiếu lao động trong sản xuất, tăng cường mối liên kết trong tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Dự án góp phần cho mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dần từ canh tác nhỏ lẻ sang canh tác theo hướng hàng quá tập trung, có sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, ông Tâm nhấn mạnh. Tại xã Mỹ Phú Đông, quyền Thoại Sơn, trung tâm khuyến nông An Giang vừa tổng kết mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRB, sử dụng cơ giới quá, gắn liên kết doanh nghiệp tiêu thụ. Theo đó, dù thu đông năm 2023, Trung tâm khuyến nông triển khai thực hiện mô hình này tại hợp tác xã nông nghiệp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông với diện tích 50 ha có 12 hộ tham gia. Kết quả chi phí sản xuất của các ruộng mô hình thấp hơn ruộng đối chứng 3 triệu đồng một ha, năng suất cao hơn từ 0,3 tấn một ha, lợi nhuận cao hơn khoảng 5 triệu đồng một ha. Quá trình sản xuất đã áp dụng máy bay không người lái thực hiện gieo xạ bón phân phun thuốc bảo vệ thực vật các hộ nông dân thực hiện mô hình áp dụng triệt để kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến một phải năm giảm nên giảm đáng kể lượng giống gieo xạ giảm chi phí sản xuất là một trong những địa phương đi đầu trong sản xuất nông nghiệp, nhiều năm qua, huyện Thoại Sơn đã tập trung thực hiện các giải pháp để mạnh cơ giới quá vào sản xuất, trong đó triển khai cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện để hộ nông dân đầu tư mua các loại máy móc, phù hợp với điều kiện nông nghiệp. Theo trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tòi Sơn, Lê Giang Đà, tính đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã đầu tư được 470 máy gạt đập liên hợp, nâng tỷ lệ thu hoạch lúa bằng máy trên 99% diện tích sản xuất, góp phần hạ giá thành canh tác và nâng cao chất lượng lúa khâu phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân đã từng bước được nông dân ứng dụng các thiết bị bay nên giảm được công lao động cũng như mức độ độc hại khi tiếp xúc quá chất của người lao động. Đây là tiền đề để nhân rộng các thiết bị công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp nông dân chủ động trong các khâu sản xuất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các tác hại đến môi trường, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với hợp tác xã dần được thiết lập theo chuỗi giá trị phù hợp với xu thế phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.